Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Thì ra, Lâm Phong đã là trưởng môn của Vân Hải Tông rồi. Vân Hải Tông, có khi nào thật sự có thể phục hưng trong tay của Lâm Phong hay không? Chúng ta cứ đợi đấy. Đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện xem như là không phải vật gì. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Còn muốn giết một trưởng lão của Học viện Tuyết Nguyệt Thánh Viện chúng ta. Hơn nữa, đây là kết quả Lâm Phong cố ý tha cho người khác. Nếu như Lâm Phong muốn, những cường giả đứng trong hư không kia, ta tin không có bao nhiêu người sống. Lâm Phong, hắn không giết viện trưởng Thiên Nang Vương là vì muốn viện trưởng phải tận mắt nhìn thấy sự phục hưng của Vân Hải Tông, xem Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị hủy diệt. Lâm Phong đáng ghét. Mười tám vị cường giả huyền võ cảnh. Đội hình này đúng là xem trọng mình thật. Các người là kẻ nào? Trong những người đắc tội, nếu nói có thể phái được đội hình này quá ít. Vạn thú môn và vũ gia có lẽ cũng có 18 vị cường giả huyền võ cảnh. Nhưng nếu như nói 18 người toàn bộ đều là cường giả cầm đao, không thể nào vạn thú môn và vũ gia không có lộ trình như này, trừ phi là mấy thế lực liên thủ. Thiên Phong Quốc có thực lực bậc này, nhưng vấn đề là Thiên Phong Quốc có nhiều cường giả lén vào Tuyết Nguyệt như vậy, còn chặn giết mình ở trong Hoàng Thành. Người của Tuyết Nguyệt lẽ nào đều bị mù, không nhìn thấy. Phong Trần hình như cũng không ngu ngốc như vậy. Giết mình, e rằng cũng không biết ăn nói lại như thế nào với Lý Nhược Lam. Là người muốn lấy mạng của người. Tụ. Phong. Giết, giết. Không ổn. Nhanh bổ sung vị trí.